nam nhân duyên hội đủ để Đức Phật đản sinh vào thế giới này. Khi còn là một Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất, Đức Phật đã quan sát và thấy được sự hội tụ đầy đủ nam nhân duyên cần thiết để Ngài giáng sinh vào cõi Ta Bà. Thời điểm thích hợp để Ngài hạ sinh cõi này, vùng đất nơi Ngài sẽ ban truyền giáo Pháp, đẳng cấp của dòng họ Ngài sẽ hạ sinh, gia đình hoàng tộc và người mẹ mà Ngài sẽ gửi thân tái sinh. 1. Thời điểm giáng sinh. Bồ Tát Hộ Minh, tiền thân Đức Phật Thích Ca, từ cung trời Đâu Xuất quan sát cõi Ta Bà. Đầu tiên, Đức Phật quan sát thấy rằng thời gian Ngài đản sinh sẽ vào thời mặt Pháp khi tuổi thọ của con người chỉ kéo dài khoảng 100 năm. Trong thời kỳ này, con người đang bị thiêu đốt bởi những xúc tình tiêu cực của chính bản thân mình hơn bất kỳ giai đoạn nào trong thời hình kiếp. Vì vậy, lòng bi mẫn vô lượng thúc giục Ngài đản sinh trong giai đoạn đặc biệt này để truyền dạy về đạo giải thoát cho tất cả chúng sinh ô trược, đau khổ đang trầm chìm trong biển sinh tử luân hồi. Mặt khác, giai đoạn này vẫn đang trong thời hiền kiếp vì thời này có 1.000 vị Phật lần lượt xuất hiện và truyền dạy giáo Pháp. Bởi vậy trên thực tế, đây cũng là một giai đoạn may mắn. 2. Địa điểm giáng sinh. Dấu tích còn lại của thành Kattilavệ, Ấn Độ. Đức Phật quan sát thấy, thành Kattilavệ, một tiểu vương quốc thuộc Ấn Độ theo đạo Bà La Môn, là nơi mà đông đảo người Bà La Môn nghiên cứu và tu tập theo bốn tạng kinh Vệ Đà. Cũng chính từ nơi đây, vào thời gian này, 18 vị giáo sĩ theo các trường phái ngoại đạo mạnh mẽ truyền bá giáo pháp của họ cho khắp dân chúng Ấn Độ. Đặc biệt trong khu vực này, xứ Ma Kiệt Đà, một vương quốc láng giềng của Kattilavệ, đã được 1.000 vị Phật quang lâm và ban phúc gia trì, còn Kattilavệ được coi là trung tâm điểm để từ đó lan tỏa giáo pháp đi mọi nơi. Đức Phật quyết định đản sinh tại khu vực trọng yếu này, nơi có vị trí thuận lợi cho việc truyền bá giáo pháp đi khắp bốn phương. 3. Đẳng cấp của dòng họ Đức Phật sẽ hạ sinh. Các giai cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Quan sát thứ ba là về lựa chọn giai cấp để Ngài giáng sinh. Việc sinh ra trong giai cấp cao quý nhất là đóng vai trò vô cùng quan trọng để Đức Phật có điều kiện thuận lợi giảng dạy giáo pháp cho tất cả tầng lớp xã hội sau khi Ngài đạt giác ngộ trong thân người. Nếu Ngài lựa chọn cha mẹ ở tầng lớp thấp, với sự phân biệt đẳng cấp cực kỳ sâu sắc, những người Bà La Môn sẽ không để Ngài tiếp cận cũng như lắng nghe Ngài giảng truyền giáo pháp. Vì vậy, Ngài đã cẩn trọng chọn sinh ra trong giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao quý nhất trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. 4. Gia đình Đức Phật sẽ đản sinh. Quan sát thứ tư về lựa chọn gia đình Ngài sẽ đản sinh cũng vô cùng quan trọng. Nếu Ngài sinh ra trong một gia đình nghèo khó hay gia đình thương mại buôn bán, Ngài sẽ không có quyền lực hay ảnh hưởng đối với công chúng. Vì vậy, Ngài chọn sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc để tất cả mọi người từ một dân thường cho đến hàng giai cấp cao quý nhất cũng được lợi lạc từ giáo pháp của Ngài. Ngài biết rằng với tước vị là một thái tử, dân chúng sẽ lắng nghe và nhất nhất cung kính vâng theo những lời chỉ dạy vàng ngọc của Ngài. Như tục ngữ có nói, Đức Vua là vị lãnh tụ tối cao của đất nước, chỉ một từ của vua cũng được kính cẩn tuân theo hơn ngàn câu của người khác. Vì vậy, Đức Phật đã chọn đản sinh vào một trong những gia đình vua chúa cao quý nhất. 5. Lựa chọn cha mẹ. Hoàng hậu Maja nằm mộng thấy bạch tượng 6 ngà dâng đóa hoa sen lúc bà hoài thai thái tử. Quan sát thứ 5 về lựa chọn gia tộc cha mẹ có ý nghĩa hết sức trọng đại. Đức Phật đã chọn gia tộc Thích Ca cao quý và vững bền, một dòng quý tộc Ấn Độ thuần chủng và lâu đời lúc bấy giờ. Thích Ca có nghĩa là người có năng lực, vì Ngài sinh vào dòng tộc này nên được gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mẫu thân của Ngài, Hoàng hậu Maja, trong một kiếp quá khứ khi còn là một thiên nữ ở cung trời Đâu Xuất, đã cầu nguyện nhiệt thành rằng nguyện bà sẽ được tái sinh nơi cõi người và trở thành người mẹ sinh hạ ra một vị Phật. Sức mạnh của lời khẩn nguyện tha thiết đã đưa bà sinh ra trong dòng tộc Thích Ca và lên ngôi Hoàng hậu, vợ của Đức Vua Tịnh Phạn. Ngay sau khi Đức Phật chào đời, bà đã băng hà và tái sinh về cung trời Đâu Xuất. Vì vậy, có rất nhiều lý do để Đức Phật chọn người mẹ đặc biệt này để bước vào cõi người. Hoàng hậu hoài thai Đức Phật tròn 10 tháng, tương ứng với 10 cấp bậc thành tựu của con đường Bồ Tát Đạo. Kinh điển ghi lại rằng Đức Phật đã hoàn thiện 10 quả vị Bồ Tát qua 10 tháng trong bụng mẹ và chào đời với đầy đủ phẩm hạnh giác ngộ. Vào một ngày trăng tròn, mẫu thân tương lai của Đức Phật, Hoàng hậu Maja, vốn là công chúa của dòng họ Koliyan, một chi tộc thuộc dòng Thích Ca. Trong khi bà đang trì giới Vasaka, một khóa chuyên tu đoạn thực, thì Bồ Tát Tất Đạt Đa từ cung trời Đâu Xuất trong hình tướng một bạch tượng 6 ngà giáng nhập vào bào thai của bà. Lúc bấy giờ, vơi đóng vai trò cốt yếu trong chiến tranh, vận chuyển và được coi là biểu tượng hùng mạnh của một đất nước. Đặc biệt, voi trắng, bạch tượng còn đại diện cho trí tuệ toàn hảo và quyền lực lãnh đạo của hoàng gia. Theo bố trí quân sự thông lệ lúc đó, nhà vua tổ chức 4 đội chiến binh, đội tượng binh là hàng tiên phong đóng vai trò như lá chắn khiên vững chắc, lớp thứ hai là đội kỵ binh, tiếp theo là đội chiến xa, các cỗ xe chiến đấu và bọc hậu sau cùng là đội bộ binh. Nhập vào bụng mẹ mình dưới hình tượng một con voi nêu biểu sức mạnh của lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật,